Xin chào tất cả các em và hôm nay thầy và trò chúng ta tiếp tục gặp nhau ở nội dung bài số 3 Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái dinh dưỡng khoáng và đối với cơ thể thực vật nó như thế nào Thì chúng ta đã biết rằng để cấu tạo một cái cơ thể không chỉ là thực vật mà là các loài sinh vật khác thì đều được cấu tạo nên bởi các nguyên tố hóa học các chất hóa học có thể là chất hữu cơ có thể là các chất vô cơ tham gia vào thành phần cấu tạo đấy và tất cả những cái chất đó nó sẽ xây dựng nên tế bào xây dựng nên mô cơ quan và cơ thể không chỉ là thực vật mà là còn các sinh vật khác nữa vậy thì đối với thực vật các nguyên tố khoáng là gì, nó được cung cấp ra làm sao và cái vai trò của các nguyên tố khoáng đó như thế nào thì chúng ta sẽ ôn tập lại và chúng ta sẽ thái khái quát hóa lại trong nội dung của bài số 3 này. Và phần đầu tiên thầy muốn các em tìm hiểu đó chính là khái quát hóa về các nguyên tố khoáng. Một nhỏ. Khái quát về các nguyên tố khoáng. đúng không? Suy cho cùng, mỗi cơ thể chúng ta đều được cấu tạo với các chất hóa học. Bản thân thầy chẳng hạn, bản thân các em cũng vậy, là một cái túi chứa một ít protein, một ít lipid, một ít axit nucleic và một ít uh, saccharide hay là glucid ấy, hoặc là nước hoặc là các chất vô cơ khác. Ừ, đúng không? Nếu mà trong một số trường hợp chúng ta đánh bụp phát loại bỏ hết nước khỏi cơ thể đi thì ví dụ là thành phần nước của cơ thể chúng ta khoảng 70% thế thì loại bỏ 70%, ví dụ một bạn ví dụ thầy 70 cân, 77 49 cân là nước còn lại còn mỗi 21 cân là các chất khô. Và các chất khô đó có thể là chất hữu cơ, chất vô cơ. Và khi chúng ta loại bỏ nước đó thì chúng ta được cái gọi là chất khô. Và nếu chúng ta nghiên cứu cái tỷ lệ phần trăm của một cái nguyên tố dựa trên cái khối lượng chất khô đó thì chúng ta có thể đánh giá đó là các nguyên tố đa lượng hay là các nguyên tố vi lượng. Trước tiên chúng ta sẽ nói về khái quát về các nguyên tố khoáng. Các nguyên tố khoáng là các nguyên tố các nguyên tố có mặt trong cơ thể thực vật. Thực ra có nhiều cái quan điểm khác nhau về các nguyên tố khoáng các em ạ. Có những quan điểm chỉ cần nói rằng nguyên tố khoáng nó có mặt trong cơ thể thực vật, ví dụ như là CHONSP, tất cả những nguyên tố đó đều có thể là nguyên tố khoáng. Tuy nhiên trong một số quan điểm khác thì người ta lại chỉ coi các nguyên tố khoáng là các nguyên tố sau khi đốt cái phần cơ thể thực vật đó ra nó ra cho rồi và những cái nguyên tố còn tồn tại ở trong cho đấy thì người ta mới coi là các nguyên tố khoáng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ dung hòa các quan điểm đấy. Chúng ta chỉ cần nói là các nguyên tố khoáng có mặt trong cơ thể tham gia vào các chức năng khác nhau. tham gia. Tham gia vào đâu? Cấu tạo. Cấu tạo chất. Từ đó cấu tạo nên tế bào. Từ đó cấu tạo nên cơ thể. Hoặc là tham gia vào việc à, tham gia vào cái việc, việc điều hòa các hoạt động sống điều hòa hoạt động sống. Đấy chưa? Đấy, thì đây là những cái nguyên tố mà chúng ta gọi nó là nguyên tố khoáng. Ở đây thì các nguyên tố khoáng nó sẽ tham gia vào cấu tạo chất, cấu tạo tế bào và cấu tạo cơ thể. Đồng thời nó tham gia vào cấu tạo một số thành phần chất như là enzyme hoặc là phytohormone tham gia vào điều hòa các hoạt động sống. Ở đây thì các nguyên tố khoáng ấy chúng ta cần phải lưu ý là gì? các nguyên tố khoáng nó có thể được chia chia làm gì ở đây chúng ta sẽ thấy cái hàm lượng chất khô cái hàm lượng chất khô chúng ta cần phải nhớ một cái khái niệm nữa là hàm lượng chất khô tức là cái tỷ lệ cái lượng chất lượng sinh khối nó là lượng sinh khối sau khi loại nước loại bỏ nước Được chưa? Loại bỏ nước Ví dụ như cơ thể của thầy nặng 70 cân Hàm lượng bình thường nước khoảng 70% Như vậy bốn 49 kg là nước Còn lại là 21 kg là cái chất khô Vậy thì từ cái căn cứ này Người ta có thể chia các nguyên tố Là nguyên tố đại lượng hay là nguyên tố vì lượng Các nguyên tố đại lượng Nguyên tố đại lượng nguyên tố đại lượng có tỷ lệ tỷ lệ lớn hơn 0,01% khối lượng chất khô. Có nghĩa là cứ 1 kg 1 kg chất khô 1 kg chất khô có lớn hơn lớn hơn 100 mg mg cái nguyên tố đỏ được chưa? Đây là cái mốc để chúng ta đánh giá Đó là các nguyên tố đại lượng Ví dụ Ví dụ các nguyên tố đại lượng Có thể chỉ ra Đó là C H O N S P Rồi đến Magie Rồi đến Clo Vân 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 Đây là các nguyên tố Gọi là các nguyên tố đại lượng Canxi Lưu huỳnh nữa Vân vân Cái thứ hai Là các nguyên tố vi lượng Các nguyên tố vi lượng thì tỷ lệ của nó Tỷ lệ nhỏ hơn hoặc bằng 0,01% khối lượng chất khô Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 1 kg chất khô nó có cái giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 100 mg mg cái nguyên tố mà chúng ta nghiên cứu đấy đấy chính là nguyên tố khoáng gồm có hai loại là nguyên tố khoáng đa lượng và nguyên tố khoáng vi lượng. Trong một số tài liệu thì người ta có thể coi một số nguyên tố ở đây tách cái nguyên tố đa lượng này thành cái nhóm nguyên tố cấu trúc ví dụ như là CHON đấy là bốn nguyên tố cấu trúc có hàm lượng rất là lớn trong cái tế bào. Tuy nhiên trong một số tài liệu khác người ta gộp chung vào các nguyên tố đại lượng luôn, đại là nhiều đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây là hai cái nhóm nguyên tố chính. Những cái nhóm nguyên tố này nó tham gia vào cấu tạo chất và tham gia vào điều hòa các hoạt động sống. Người ta có thể chia làm một cái cái cách thức nữa đó là các nguyên tố siêu vi lượng, các nguyên tố này có hàm lượng cực nhỏ. Tuy nhiên, thôi chúng ta không quan tâm lắm. Bây giờ chúng ta sẽ nói một cái vấn đề nữa đó là các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu. Nguyên tố khoáng thiết yếu nguyên tố khoáng thiết yếu trong cơ thể có khoảng 17 nguyên tố khoáng. 17 các nguyên tố khoáng thiết yếu. Theo cái chương trình chương trình sinh học 10 thì chúng ta có khoảng 25 nguyên tố hóa học có mặt trong cơ thể sống. 25 nguyên tố có mặt phổ biến gọi là các nguyên tố sinh học. Thì ở đấy, ở đây chúng ta sẽ thấy có khoảng 17 nguyên tố gọi là các nguyên tố khoáng thiết yếu có một số nguyên tố khác một số cái này chúng ta sẽ xem thêm sẽ sun goku nhé à, có khoảng một số nguyên tố khác nguyên tố khác ấy thì không cần ở tất cả các loài không cần ở các loài thực vật tức là ý của câu này là có loài thì nó cần còn có loài thì không cần không cần thiết ở ở mọi loài thực vật thì chính xác hơn thế thì các nguyên tố đó như là nguyên tố silic hoặc nguyên tố clo là những cái nguyên tố mà nó không nhất thiết phải cần ở tất cả các loài thực vật đấy chính là cái mà chúng ta cần phải quan tâm một cái điểm tiếp theo nữa chúng ta cần phải nhớ đó là cái điều kiện để có một cái nguyên tố khoáng thiết yếu nào điều kiện cho một nguyên tố khoáng thiết yếu. Vậy nguyên tố khoáng thiết yếu nó cần có những cái điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất là nó cần đến mức mà thiếu nó thực vật không hoàn thành được vòng đời. Đấy. Một thiếu thì không hoàn thành được vòng đời. được chưa? Rõ ràng, nó quan trọng đến mức là nếu thiếu thì không hoàn thành được vòng đời. Thứ hai là không thay thế được bằng nguyên tố khác. Không thay thế. Kiểu như là em không thể thay thế ở trong trái tim anh, ví dụ như thế. Đấy. Cái thứ ba là phải trực tiếp tham gia vào các quá trình chuyển hóa. Đấy. Vai trò trực tiếp trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa và các quá trình sống liên quan. Như vậy, chúng ta có ba điều kiện, điều kiện 1, điều kiện 2 và điều kiện 3. Đây là những cái điều kiện quan trọng để chúng ta đánh giá một nguyên tố là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có 17 nguyên tố khoáng dinh dưỡng khoáng thiết yếu và một số nguyên tố thì nó có thể cần ở loài này nhưng không cần ở loài khác đây chúng ta cần ghi nhớ những cái con số này những cái con số này là những cái mấu chốt để chúng ta có thể trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất ghi nhớ thậm chí là chúng ta vận dụng trong việc uh, những cái câu hỏi thực tế vận dụng đấy đây là những cái nét khái quát nhất về các nguyên tố khoáng mà các em cần phải lưu ý chúng ta sang phần hai nhỏ chúng ta sẽ nói về uh, cái nguồn cung cấp khoáng cho cây hai nhỏ nguồn cung cấp khoáng nguồn cung cấp khoáng cho cây 2.1 chúng ta sẽ nói về trong tự nhiên Chúng ta chú ý như thế này nhé Chúng ta phải thận trọng Thứ nhất là thực vật Thực vật chỉ hấp thu được Hấp thu được Khoáng Dưới dạng Vô cơ được chưa? Nó không hấp thu được những chất khoáng dưới dạng chất hữu cơ nó chỉ có thể hấp thu được khoáng dưới dạng vô cơ mà thôi và vì vậy cái nguồn cung nguồn cung cấp khoáng có thể thứ nhất nguồn đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là trong đất trong đất đất là nguồn cung cấp khoáng vì trong đó nó có các cái chất vô cơ này các muối muối khoáng này. Tất cả những cái dạng này nó sẽ đi vào dạng tan trong dung dịch đất. Nó tan trong dung dịch đất và chính vì cái quá trình tan này mà cây cây xanh, thực vật có thể hấp thụ được. Cái dạng thứ hai, một số loại thực vật thủy sinh thì nó làm sao? trong đất này nó có thể lấy từ trong nước các chất khoáng hòa tan một số cái ion khoáng nó có thể tan vào trong nước và dễ cây nó có thể tồn tại trong nước bình thường và những cái loài cây đó nó có thể hấp thu khoáng từ trong nước tất nhiên ở trong đất này thì cái lông hút nó có thể vươn tới những cái vị trí mà có dung dịch đất tất nhiên dung dịch đất này là một cái lượng rất là nhỏ ở trong đất thôi đất càng khô thì càng khó có thể hấp thu chất khoáng và dễ nó phải phải có những cái phản ứng đặc điểm để thích nghi để lấy được cái cái nước và khoáng đây là hai cái nguồn cung chủ yếu nguồn cung khoáng ở trong đất và khoáng ở trong nước đấy là trong tự nhiên cái thứ hai 2.2 2.2 đó là uh, cây trồng đối với cây trồng mà con người trồng thì ở đây đương nhiên cái nguồn cung thứ nhất cây trồng lấy khoáng từ đất đây kìa và rõ ràng mỗi loại đất mỗi loại đất có một cái hàm lượng khoáng riêng tại sao người ta mới đặt ra một câu hỏi tại sao có vùng thì trồng được cây này mà mang cái cây này đem ra vùng khác trồng lại có ngon nữa ờ à, kỳ lạ thực tế thì chúng ta có thể giải thích điều này là ở cái khu vực ban đầu ấy nó có cái một cái vùng đất mà nó có một cái nguyên tố khoáng nào đó rất là phù hợp dinh dưỡng khoáng phù hợp cho sự phát triển của cái cây cây xc và nó cung cấp cho cái quá trình phát triển tốt tạo ra một cái chất lượng hương vị tuyệt vời ngọt ngon thơm mang ra vùng khác đất lại thiếu dinh dưỡng một cái nguyên tố khoáng nào đấy và cái quá trình chuyển hóa nó không được ổn không tốt lắm và tạo ra cũng cái loại giống cây đó cũng giống quả đó cũng giống trái cây đó nhưng vị của nó không được bằng đấy chính là có thể coi đó là nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong đất. Thế thì cây trồng lấy khoáng từ đất này, mỗi loại đất có một cái hàm lượng khoáng riêng này và nó sẽ cung cấp dinh dưỡng khoáng cho cái cây trồng theo cái cái phần mà trong đất có. Thế thì để nâng cao năng suất thì còn có nguồn phân bón. Nguồn phân bón cho cây trồng. Phân bón thì có thể là các loại bó lót bó lót đối với các nguyên ở okay, cái cái loại phân ít tan ít tan khó hoặc là lâu phân hủy ví dụ điển hình chúng ta có thể dùng để bó lót ví dụ chúng ta dùng cái gì phân chuồng phân chuồng chủ yếu là chất hữu cơ cây xanh thì nó không hấp thu được chất hữu cơ mà nó phải nhờ vi sinh vật chuyển hóa chất hữu cơ thành chất vô cơ để nó có thể hấp thu vì vậy phân chuồng này hay là phân xanh đều là những cái loại nên bón lót hay là phân gì nữa phân lân phân lân là phân chứa gốc phốt phát và nó ở dạng kém hòa tan. Vì vậy mà chúng ta cũng dùng để bón lót là chủ yếu. Bón lót là bón trước khi trồng cây và vùi xuống đất trong một khoảng thời gian cho nó hòa tan, cho nó phân hủy và khi cây nó bắt đầu lớn lên thì nó mới hấp thu được những cái dinh dưỡng khoáng này. Đây là bón lót. Cái thứ hai là bón thúc. Bón thúc là thế nào là bón thúc? Là những cái loại phân dễ tan dễ tan, dễ hấp thu. Chúng ta có thể kể ra ví dụ, ví dụ như là phân phân NPK chẳng hạn. NPK nhưng mà cái uh, NPK nitơ, photpho, kali một cái loại mà nó có dễ tiêu luôn rồi. Ví dụ phân kali. Kali thì nó rất dễ hòa tan và dễ hấp thu phân đạm. Đạm ở đây ví dụ như là đạm amon NH4 cộng rất dễ hấp thu hoặc là đạm nitrat NO3 trừ cũng rất dễ hấp thu. Đây là những cái dạng mà nó dễ hấp thu vào cơ thể thực vật. Và sau khi hấp thu, nó chuyển hóa luôn. Nó thúc cho cơ thể phát triển nhanh luôn. Người ta gọi là bón thúc. Ở đây chúng ta cần lưu ý. Đó chính là cái việc mà lạm dụng cái việc bón phân hóa học. Nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là khôn lường đối với đất. Một, bón phân hóa học làm chua đất, làm rắn đất và làm cho kết cấu của đất thay đổi theo cái chiều hướng bất lợi. Hai là gì? Bón phân hóa học, nhiều phân hóa học, nó có thể tích lũy trong cây trồng. Và sau đó từ cây trồng trở thành lương thực, chuyển vào loài người, gây độc cho con người. Ví dụ như chúng ta bón quá nhiều đen chẳng hạn thì nó có thể gây bệnh cho con người hoặc là dự dư lượng nitrat cao ở trong các loại rau xanh chẳng hạn nó có tích lũy trong cơ thể con người và nó sẽ dễ dàng dẫn tới ung thư đấy đấy chính là cái nguồn cung cấp khoáng chất cho cây mà chúng ta cần phải lưu ý như vậy số 1 là gì là khái quát về các nguyên tố khoáng số 2 là nguồn cung cấp khoáng bây giờ chúng ta đến số 3 là vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng phổ biến ba nhỏ vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng à, ở đây thì chúng ta có nhiều nguyên tố khoáng khác nhau thực ra thì học cái phần này không chỉ là các em đâu mà rất nhiều học sinh của thầy à, khác những học sinh chuyên chẳng hạn cũng cảm thấy rất là khó khăn khi chúng ta học cái phần vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng, bởi vì nó rất là nhiều mà lại còn khó nhớ mang tính chất là phải phải biết chứ không phải là phải không chỉ là phải hiểu. Cho nên là nó khó thu nạp vào đầu. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhớ được cái vai trò sinh lý của một số nguyên tố khoáng? Thì chúng ta sẽ đi theo một cái quy trình. Quy trình đó là gì? Nguồn cung, dạng tồn tại, cái thứ ba là vai trò sinh lý và biểu hiện của sự thừa và thiếu. Ở một số nguyên tố thì nó có biểu hiện của một sự thừa, và sự thiếu. Chúng ta sẽ xem xét những cái nguyên tố đó ngay sau đây. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một số cái nguyên tố khoáng. Chúng ta sẽ đi vào nguyên tố, từng nguyên tố nhé. Ở đây có rất nhiều nguyên tố khác nhau. Nguyên tố thứ nhất là nguyên tố N, Niter. Niter thì thứ nhất là dạng tồn tại. dạng tồn tại của nó ở trong đất có thể là vô cơ. Có thể là hữu cơ. Nhưng hữu cơ phải được chuyển thành dạng vô cơ thì cây xanh mới có hấp thu được. Hai cái dạng phổ biến là NH4+ và NO3-. Đây là hai cái dạng phổ biến mà nó tồn tại. Cây hấp thu Dạng tồn tại này sau khi cây hấp thu rồi thì diễn đến là vai trò sinh lý. Vai trò sinh lý. Ở đây chúng ta để là nguyên tố. Đấy. Uh, nitơ Vai trò. Vai trò của nitơ thì vô cùng nhiều vai trò. Vai trò cấu trúc sinh chất. Cấu trúc sinh chất này. Sinh chất đó có thể là protein. Có thể là acid nucleic có thể là những cái hợp chất khác, có thể là diệp lục, à, không thể không kể tới diệp lục các em ạ. Như vậy nitơ tham gia vào cấu trúc rất nhiều cái sinh chất khác nhau, đó là protein, đó là acid nucleic, đó là enzyme, đó là atp, đó là các hợp chất cao năng, đó là diệp lục và nó tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của cơ thể. Và vì vậy thiếu nitơ, thiếu hoặc là thừa thì nó sẽ biểu hiện như thế nào? nào thiếu và thừa nha nếu thiếu nitơ thì thiếu diệp lục thiếu sinh chất vàng lá còi cọc chậm lớn đấy là thiếu nhưng thừa nitơ hậu quả cũng nghiêm trọng không kém thừa nitơ trong trường hợp chúng ta bón thừa đạm thì nó sẽ có những cái dấu hiệu sau thứ nhất lá của nó màu xanh rất là xanh rất là đẹp rất là mướt đấy, rau bón thừa đạm biểu hiện của dư lượng nitrat cao rất là đẹp và cái thứ hai là gì? Thừa thì nó chỉ kích thích sự phát triển của rễ, thân, lá mà nó không chuyển sang pha sinh sản để tạo thành hoa, quả, hạt. Vì vậy, đối với các loại lúa mà bón thừa đạm chẳng hạn thì nó chỉ có thể phát triển pha sinh dưỡng mà nó không chuyển sang pha sinh sản, nó không tạo bông lúa. Bởi vì vậy, chúng ta chỉ thu được rơm mà chúng ta không thu được hạt, đấy chính là biểu hiện của sự thừa nitơ. Nếu thiếu thì vàng lá coi cọc và chậm lớn có thể chết năng suất giảm nếu thừa thì nó sẽ tăng mô sinh dưỡng tăng mô sinh dưỡng và giảm năng suất các cơ quan sinh sản ví dụ như là hoa quả hạt đấy đấy chính là cái nguyên tố đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm là nguyên tố nitơ nguyên tố thứ hai chúng ta cần đề cập tới np phosphor nguyên tố phosphor thì nó cũng có thể tồn tại ở trong đất dưới dạng là phosphor hữu cơ từ các sinh vật chết. Nhưng nó để có thể hấp thu được thì có cái dạng phosphor đó là hydro à, à, cái H2PO4 ở đây chúng ta có thể các dạng hòa tan dễ hấp thu như là H2PO4 trừ hoặc là HPO4 2 đây là những dạng hòa tan dễ hấp thu và PO43 trừ. Đây là cái dạng này thì thường nó tồn tại ở dạng kết tủa nhiều hơn. Nhưng mà những cái dạng này thực vật đều có thể hấp thu được. Và à, chúng ta sẽ thấy cái phốt pho thường được dùng để bón bón lót hơn là bón thúc. Trừ trường hợp nó là phân phốt pho vi sinh. Nó đã được xử lý rồi. Được chưa? Vai trò của phốt pho thì tham gia cấu tạo cấu tạo cái gì cấu tạo thứ nhất là axit nucleic chúng ta có nhớ ADN và ARN đều có axit phosphoric ở bên trong hay cấu tạo nên cái gì nữa cấu tạo nên phospholipid cấu tạo nên màng tế bào phospholipid và đặc biệt phosphor tham gia vào hoạt hóa hàng loạt các quá trình chất nó có nó có trong các hợp chất cao năng vì vậy thiếu phosphor nó sẽ biểu hiện những đặc tính rất là xấu đó là còi chậm lớn vân vân và nó biểu hiện bằng cháy lá hoặc là bằng những cái đặc tính khác trên màu sắc của lá để chúng ta có thể thấy được đấy là phosphor np thứ ba là kali kali thì chúng ta sẽ thấy uh, nó ở trong đất chủ yếu ở dạng K cộng hòa tan đây là nguyên tố kiềm nguyên tố uh, 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 kiềm rất là cơ bản, ion ca cộng rất dễ tan ở trong đất và vai trò của ca cộng thì nó tham gia vào cân bằng nước và hoạt hóa một số enzyme và biểu hiện của sự thiếu ca cộng thiếu ca cộng thì cũng cây rối uh, loạn rối loạn trao đổi nước Rối loạn các cân bằng nước vân vân đấy là nguyên tố kali nguyên tố nitơ nguyên tố phosphor nguyên tố kali các nguyên tố khác như là nguyên tố canxi được chưa uh, canxi thì nó tồn tại ở cái dạng Ca2 cộng nó có thể ở dạng kết tủa CaCO3 nó cũng có thể ở dạng hòa tan là Ca2 cộng nhưng nó cây chỉ hấp thu được dạng hòa tan thôi. Còn muốn cái dạng kết tủa được hấp thu thì một là nó phải hòa tan vào trong dung dịch, hai là thực vật nó thích nghi bằng cách là tiết ra một số axit hữu cơ và axit hữu cơ này nó sẽ phản ứng với cái muối kết tủa để chuyển hóa thành dạng hòa tan có thể hấp thu. Đấy là những cái cây mà nó bám ở trên những cái núi đá ấy. đấy là những cái cây mà nó có khả năng tiết ra những cái chất để hòa tan khoáng kết tinh thành cái khoáng khoáng hòa tan. Canxi tham gia vào rất nhiều vai trò đó là vai trò cấu tạo thành tế bào. Rồi đến hay tham gia cấu tạo enzyme, một số enzyme có canxi, rồi đến nó hoạt hóa một số cái quá trình, rồi đến nhiều cái đặc tính khác mà liên quan đến, đến canxi, ví dụ như cái quá trình truyền tin tế bào, vân vân và vân vân. Việc thiếu canxi thì dẫn tới những cái hậu quả rất là nghiêm trọng như là thành tế bào thành tế bào không hoàn chỉnh thành tế bào không hoàn chỉnh này dẫn tới uh, bị uh, đốm lá này, bị hoại tử lá này, lá còi cọc này, chậm lớn, thành tế bào không phát triển được. Tế bào không phát triển được và cơ thể không phát triển theo, đây chính là canxi. Cái nhân tố tiếp theo là magie. Magie. Tất nhiên, dạng hấp thu của nó là Mg2+ và ma dê thì chúng ta đề cập chủ yếu đến cái vai trò sinh lý của nó tham gia vào cấu tạo diệp lục là chủ yếu và rõ ràng thiếu diệp lục thì biểu hiện của nó là vàng lá và năng suất giảm đây là cái mà chúng ta cần chú ý khi nói về ma dê lưu hình một nguyên tố nữa là lưu hình Lưu huỳnh thì nó có thể hấp thu ở nhựa ở cái dạng SO4 hai trừ. Có nhiều dạng như là các dạng khí H2S, SO2, SO3, SO4 hai trừ, SO3 2 trừ. Nhưng cái dạng này là cái dạng được hấp thu phổ biến. Thì lưu huỳnh nó tham gia vào cái quá trình cấu tạo nên hai cái loại axit amin quan trọng đó là cysteine và methionine. Nếu các bạn đã học chương trình uh, lớp 9 chúng ta biết cái quá trình tự quá trình dịch mã và cái quá trình dịch mã sử dụng axit amin đầu tiên đó là methionine và trong cái axit amin methionine đó thì có chứa lưu huỳnh như vậy nó tham gia cấu tạo cấu tạo axit amin và từ đó tạo ra protein và rõ ràng thiếu lưu huỳnh thì cũng thiếu protein thiếu các hoạt động xấu nó có cái logic của vấn đề thiếu protein thì có thể rối loạn các quá trình chuyển hóa. Như vậy, đây là 6 cái nguyên tố đại lượng phổ biến mà chúng ta cần phải chú ý, đó là nitơ, NPK này, canxi magie lưu hình. Thế còn các nguyên tố vi lượng có nhiều nguyên tố nhưng chúng ta quan tâm đến những nguyên tố một số nguyên tố thôi. Ở đây chúng ta có thể thấy các nguyên tố vi lượng như là clo, ví dụ như là molybden, uh, molipden đấy là những cái nguyên tố mà chúng ta cần quan tâm hơn tại sao vì nó liên quan đến quá trình sau này clo tồn tại chủ yếu dưới dạng clo trừ tham gia vào cái quá trình quang phân ly nước để thực hiện với quá trình quang hợp thiếu clo thì cũng sẽ dẫn tới thiếu uh, thiếu cái rối loạn cái quá trình quang hợp molybden nó tham gia nó có dạng dưới dạng là ion molybden này nó cấu tạo nên cái enzyme nitrogenase và các enzyme chuyển hóa nitơ và thiếu molybden thì rõ ràng là thiếu nitơ ngoài ra chúng ta có sắt fe fe thì tham gia ở nó có dạng fe hai hai cộng hoặc là fe ba cộng và nó tham gia vào cấu tạo của cái gì đó là cytochrome. Phức hệ cytochrome có chứa sắt và đồng và nó tham gia vào quá trình truyền điện tử trong cái quá trình hô hấp. Và vì vậy, thiếu sắt thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của tế bào cung cấp năng lượng cho tế bào. Sắt tham gia vào enzyme tổng hợp diệp lục. Vì vậy mà thiếu sắt cũng có thể dẫn tới thiếu diệp lục và tạo ra cái biểu hiện vàng lá. Như vậy, tất cả các nguyên tố này, nitơ thiếu cũng vàng lá. Cái gì nữa? Magie thiếu cũng vàng lá Cờ lo thiếu cũng vàng lá Lưu huỳnh thiếu cũng vàng lá Sắt thiếu cũng vàng lá Và biểu hiện của các thiếu nguyên tố khoáng là biểu hiện của màu sắc lá Ở đây chủ yếu chúng ta sẽ có màu vàng Một số nguyên tố khác có màu đỏ và màu cháy lá xen kẽ Vậy sự biểu hiện đó như thế nào chúng ta có thể xem thêm các hình ảnh trong sách giáo khoa Như vậy bằng cái bảng sơ bộ này thôi Thầy thống kê lại cho các em vai trò các nguyên tố khoáng chủ yếu vậy thì những cái câu hỏi nào mà chúng ta cần phải giải đáp chúng ta cần phải giải quyết ở trong sách giáo khoa thì chúng ta đến với một số câu hỏi đó nhé tiếp theo thì chúng ta đến với một số cái câu hỏi nhé à, thì câu hỏi câu hỏi một là bón phân hợp lý như thế nào về mặt biết và bề mặt hiểu ấy thì bón phân hợp lý thể hiện là với hàm lượng phù hợp và ở mức độ hiểu tại sao hàm lượng phải phù hợp bởi vì hàm lượng quá thấp thì cây không đủ khoáng hàm lượng quá nhiều thì làm cho cây bị ngộ độc và hàm lượng ở mức vừa phải phù hợp thì gọi là hàm lượng phù hợp. Cây hấp thu đủ, sử dụng vừa đủ mà không bị tích lũy và do đó nó không gây độc cho cây. Đấy là hàm lượng phù hợp. Cái thứ hai là tùy loại cây. Thứ ba là tùy loại đất. Tùy loại đất. Tại sao lại là tùy loại cây và tùy loại đất? Cây cũng giống như con người, cũng giống như các loài động vật thì nhu cầu khoáng là khác nhau nhu cầu khoáng đúng không nó cần nguyên tố này chúng ta lại bón cho nó nguyên tố khoáng khác thì nó rất là ức chế đúng không nó cần nguyên tố nào thì chúng ta bón cho nguyên tố khoáng đó thì để biết được cây cần cái nguyên tố khoáng nào thì chúng ta phải trải qua cái quá trình nguyên nghiên cứu xem thực vật đó phù hợp và tiêu thụ những nguyên tố khoáng ra làm sao. Mỗi loại cây ăn trái thì nó có cần có một cái nhu cầu khoáng nhất định. Tùy loại đất, có loại đất giàu dinh dưỡng, giàu dinh dưỡng khoáng, có loại đất nghèo, thậm chí có loại đất thiếu hụt nguyên tố, thiếu hụt nguyên tố. Và vì vậy chúng ta phải tìm hiểu xem trong đất nó đã có đủ cái nào rồi Nó nghèo nguyên tố nào Nó thiếu hụt nguyên tố nào Thì chúng ta bón loại phân phù hợp Ví dụ như là gì Đất ở vụ trước chúng ta đã trồng cây lạc Cây đậu Tức là các cây họ đậu Tức là trong đất đó đã có nhiều đạm rồi Thì vụ sau chúng ta không cần phải bón đạm nữa Không cần phải bón nitơ nữa Đấy chính là những cái hiểu biết về đất hiểu biết về cây trồng để chúng ta bón phân một cách phù hợp như vậy là bón phân hợp lý về hàm lượng bón tùy thường thuộc loại cây và tùy từng loại đất còn một cái chi tiết nữa chúng ta phải nói đó là cách bón phân cách bón phân tùy đất tùy cây tùy loại đất tùy loại cây và tùy loại phân đây cũng là một cái hình thức của bón phân hợp lý nha. Ví dụ như là uh, tùy loại đất thì có những cái loại đất là bón thúc, có những cái loại đất chúng ta cần bón uh, bón lót, tùy loại phân cũng vậy, tùy loại cây thì cũng vậy. Đây là cách bón phân có thể là nào, bón bón thúc, bón lót, thậm chí một số loại là phun qua lá người ta gọi là phân bón lá là những cái loại có thể hấp thu được dễ dàng hấp thụ được quả lá đây chính là bón phân hợp lý từ cái câu hỏi bón phân hợp lý này người ta có thể suy ra hàng chục những cái câu hỏi trắc nghiệm về các vấn đề hàm lượng về các vấn đề tùy loại về các vấn đề đất và cách bón phân làm sao cho nó phù hợp đấy là cái nhóm câu hỏi thứ nhất mà chúng ta cần phải lưu ý ở cái nhóm câu hỏi thứ hai nhóm hai chúng ta sẽ thấy. Nhóm 2, làm thế nào để chuyển phân chuyển phân khó tan thành dễ tan, tạo thành các ion để cây hấp thu. Đây là câu hỏi số 2 trong Son Goku, nhóm câu hỏi hỏi số 2 trong Son Goku. Vậy chúng ta làm thế nào? Thứ nhất là tưới nước tưới nước và duy trì độ ẩm. Được chưa? Rõ ràng nếu đất quá khô thì cái ion khoáng nó sẽ tồn tại cái trạng thái khó tan và không tan kết tinh và vì vậy mà cây không hấp thu được. Đây là tưới nước là biện pháp dễ dàng nhất. Cái biện pháp thứ hai bổ sung bổ sung vi sinh vật. Trong các loại phân vi sinh để làm gì? Để cho vi sinh vật chuyển hóa chuyển hóa các chất khó hấp thu, khó tiêu. Khó hấp thu. Đấy chưa? Tạo thành chất dễ hấp thu. người ta gọi là bón phân vi sinh chẳng hạn. Tới nước bổ sung hoặc là biện pháp thứ ba chúng ta có thể là thay đổi thay đổi pH của đất. Như là bón vôi vân vân để tạo điều kiện cho sự hòa tan, tạo điều kiện cho hòa tan một số ion như vậy, đây là một số cái biện pháp tất nhiên Còn những cái biện pháp khác trong thực tế thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm Nhưng là đây là một số biện pháp để chúng ta có thể chuyển những loại phân kém hòa tan hoặc không tan Thành những cái dạng phân dễ tan ở trong đất, trong dung dịch đất, trong nước Để cây nó có thể hấp thu được Vì cây chỉ có thể hấp thu những cái dạng hòa tan mà thôi Đấy, đây chính là hai cái nhóm câu hỏi có mặt trong phần cuối của sách giáo khoa mà chúng ta cần phải hiểu để từ đó mà chúng ta có thể xây dựng trả lời những cái câu hỏi trắc nghiệm à, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những cái nội dung bài sắp tới